Đây là quay phim trên đường về, hai người đã successfully bị Apple dùng hai cái iPhone. Và anh bảo có cảm nghĩ gì về khi đã nhận được iPhone 4 đây? Sucks, why? How about you, my sister? Hả? Anh bảo, because it has money, Ha it's not good for me because I like it.